Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Nhân Giả Đồng Quê. Hiện tại là Diền đang ở ấp An Phú, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thì hôm nay Diền sẽ ghé thăm bé Huệ, với lại cũng thay mặt cho cô Khanh ở Sài Gòn gửi cho bé 2 triệu để mà bé có kinh phí tiếp tục đi chạy thận nha ông bà cô chú. Thì Diền mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng đi vào nhà chung với Diền luôn nha. Thì đây con đường mà đi vô nhà của bé Huệ á ông bà cô chú. Thì trước hết á thì vô sẽ xem tình hình của bé như thế nào nha. Vậy chào cô. Dạ cô xuống đây ngồi cô. Tính đi vô làm nước uống à? Dạ thôi được rồi cô ơi. Hôm nay sức khỏe em sao rồi? Dạ cũng đỡ mà mệt hoài à chị ơi. Nói ngủ quá toàn là gục không, gục sáng đêm tối ngày. Ủa rồi ban ngày nó có vậy không hay là chỉ ban đêm thôi? Ban đêm trời lạnh xuống đó chị, thở không nổi. Vậy hả? Dạ. Rồi hổm ngày là một tuần thì mình cứ đi chạy thận đều đều vậy ha. Tuần đi 3 lần, mới đi nữa rồi. Mới đi ngày hôm qua. À là 246. Dạ, 246. À là một tuần là chạy 3 ngày. Dạ. Rồi ăn uống gì nay được không? Ăn cũng bữa được, bữa không chứ. Bữa nào mà chất độc nó lên nhiều thì ăn không được. Bữa nào ít chất độc thì ăn được. Vậy đó. À. Cô hổm gài cũng khỏe ha cô ha. rồi thằng bé con em sao rồi? Dạ nó cũng đỡ rồi, nó bớt ho rồi. Rồi cái hổm gài ngày hôm qua. Hổm gài bệnh viện nó còn có tái phát gì không? Dạ thì nó cũng khò khè dữ hoài đó kia, nó không hết nữa, thì uống thuốc hoài chứ. Rồi đi khám bác sĩ, rồi bác sĩ nói sao? Thì bác sĩ nói thì nó đỡ rồi thôi, còn nó không đỡ thì người ta kêu nhập viện cho người ta theo dõi vậy đó. Mà thấy giờ nó cũng đỡ thôi, sẽ ngửi rồi cũng đi khám lấy thuốc cho nó uống vậy. Ừ, thì cũng đi lấy thuốc uống hàng tháng vậy ha. Ừ. Vậy. Trời ơi, em chạy thẳng mà đến nỗi mà tay chân như vậy đấy hả? Dạ, vậy là đỡ hơn tay dữ lắm rồi đó. Cái ghim ghim mấy chị. Cục vậy. Ôi, sưng phù hết trơn nè. Dạ. Có đau không? Dạ, không. Không đau hả? Đi chạy mới đau. Sưng vậy là không có bị đau hết. Dạ, khi mà ghim ghim vô nó mới đau hả? Dạ. Nó chai rồi. Rồi vậy là cái chỗ này chai là bắt đầu nó ghim chỗ khác. Dạ đúng rồi, chỗ nào mà ví dụ như nó ghim chỗ này rồi là chạy hết được thì nó kiếm chỗ khác nó ghim vậy đó. Biết dạ, rồi, cục cái mấy người ta đi trước rồi đó. Dạ. Cục dài cục lên như đó, cục nổi gì đó. Rồi hổm gà là đi chạy thẳng là ai đưa không hay là tự xách xe đi ên nữa? Có bữa mệt thì có người đưa, còn thấy khỏe thì anh ba mất công chuyện nó ghi giữ con đưa con em đưa đứa con đi học ha. Ráng cũng ráng chạy mình lên. Cô không có biết chạy xe hả? Cô tén là cô nghỉ luôn tới giờ hai mấy năm. Dạ. Tén là đang nhào đầu qua lộ bên kia mà sống cũng đỡ. Thế giờ đâu dám chạy đâu. Thằng đó là thằng lớn của em đó hả? Bé lớn. Con tên gì? Nè. Linh. Nhìn hỏi kìa. Để lên đó đi. Để hả? Con tên gì? Nè. Trời ơi mắc cỡ. Mắc cỡ. Thôi kệ nó đi. Nít mà thằng nhỏ nó lành lắm. Dạ nhỏ anh em nó lành lắm. Vậy là rước về đây được mấy bữa mà đưa về nội nữa rồi? Rước từ hôm bữa chủ nhật đó chị. À. Nó đòi nó khóc nó đòi qua đâu á. Đòi qua đây hả? Ừ nó đòi qua đây không qua ở đây không. Ngoại cho con ở đây đi ngoại đây. Nó về đi rồi vài bữa đám giỗ rồi còn rồi qua nữa. Ừ cũng coi nghề bảnh ha. Mấy gà nó nhức dân nó xinh. Dạ. Nói chứ bệnh mà nhỏ nữa thì lúc nào 3 tuổi thì nó cũng có quậy hơn là mấy đứa lớn. Thôi cũng gắng đi em ơi, mình cố gắng đi. Thì hôm gần 4 năm rồi. Dạ. Thì hôm nay là trước là chị lại thăm tình hình sức khỏe của em như thế nào rồi. Thì thứ hai chị cũng thay mặt cho cô Khanh ở Sài Gòn có gửi cho em 2 triệu để mà làm kinh phí đi chạy thận. Thôi đừng cảm ơn chị. Thôi giờ cảm ơn cô đi. Cảm ơn cũng gần nhiều. Thôi mình cố gắng lên để giữ gìn cái sức khỏe. Em gửi bao thơ ra.
Cũng cảm ơn cô Khanh đã gửi tiền về giúp đỡ con đi chạy thận về lo cho con. Cảm ơn chị. Cũng là không có gì. Thì cô cũng gán mà thôi, mình cũng gán lên đi em. Cảm ơn chị nhiều. Không có gì đâu, thì được giúp đỡ em thì chị cũng vui dữ lắm. Chị cũng thay mặt cho mấy cô mấy chú để gửi những phần quà đến cho em thôi. Thì chị cũng chúc em và cô có thật nhiều sức khỏe luôn nha, để lo cho con cho cháu. Chúc cô với chú cũng nhiều sức khỏe vào năm mới dạng tự nhiên. Dạ cảm ơn cô nhiều. Thì con cũng thay mặt cho bé Huệ và gia đình gửi lời cảm ơn cô Khanh rất là nhiều luôn nha. Thì em nhận được cái món quà này thì em rất là vui luôn á cô ơi. Thì con cũng chúc cô có thật nhiều sức khỏe luôn, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình luôn nha. Thì Diền cũng cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng quan tâm và theo dõi video. Và xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Cảm ơn cô Khanh nhiều.